Thức mình chia sẻ cái món bánh dẹp đàn ông này các bạn, rất là xốp, ngon lắm luôn, mềm xốp, thơm, nó đặc biệt rất là thơm luôn, làm ra được rất là lợi luôn nha. Một ký bột mình làm ra được 43 cái bánh luôn đó các bạn, rất là vừa ăn. Các bạn thấy chia sẻ của mình chắc thì các bạn vào bếp làm cùng mình nha. Bánh chào cả nhà. Hôm nay mình làm món bánh kẹp. Để chuẩn bị đây là một bọc bột gạo nửa ký, gạo lọc nha. Đây là 400g bột mì, 100g bột béo. Chuẩn bị đây là 350g đường cát. Đây là 6 cái trứng vịt này, mình cân là được 350g nha. Mình không có xài nước cốt dừa mà mình xài sữa tươi không đường. Cái này là hai bịch là 440ml, và mình chuẩn bị nước cho nước với sữa cộng lại là được 1 lít nước nha, cộng lại đủ 1 lít. Giờ mình chuẩn bị bắt tay vô làm. Đây là nửa muỗng cà phê muối nè các bạn. Mình chọn 3 loại bột lại với nhau. Cái loại bột béo này có thể thay nước cốt dừa đó các bạn. Mình làm kem, làm các món mà có bột béo này vô là thơm mà nó ngon lắm nè. Mình để nướng vô. Chọn bột cho nó đều nha. Sữa tươi mình cắt ra mình trộn với nước. Vì sữa và nước là cộng lại là được đúng 1 lít. Ta nước vô sữa luôn nha. Cái ca này mình có lượng rồi. Nó tới cái mức này là đúng 1 lít nè. Mình để sữa nước vô cái bột trộn đều đều nha. Để vô hết. Mình pha là nó vậy, nhưng mà để coi cái bột nó hút nước tới cỡ nào nữa nha các bạn. Mình làm có khi nó hết nước, nó là vừa bột nhưng mà có khi chưa hết mà nó cũng vừa rồi. Còn cái mình pha 1 lít là vậy, nhưng mà mình để coi cái tình hình bột nó làm sao. Thêm chút nữa. Mang bao tay vô nhồi đi. Nếu các bạn mà không thích dùng sữa thì mình dùng nước cốt dừa nha. Bột mình nhồi cái 5 phút là xong đó các bạn. Như cái này cỡ 30ml sữa nha. Tổng cộng của mình là 970 thôi chứ không có tới 1000ml. Bột nó thơm lắm các bạn. Nó cái này là dừa nha. Đừng có lỏng quá mà cũng đừng đặc quá. Mình xài loại bột này nè các bạn. Nó thơm cực kỳ luôn nha. Thì mình đẩy bột đây, mình đi làm trứng. Mình đi làm xong thì bột nó cũng vừa nha. Sau cái trứng vịt mình lấy ra rồi nè. Các bạn nếu mà biết cái trứng mới á, thì mình đập vô thau luôn nha. Còn nếu cái trứng cũ mình không có tin tưởng thì phải để qua chén. Rồi hãy để qua đây chứ thì nếu mà lỡ mà đập vô cái thau chung là cái trứng nó hư là ủ lắm á. Mình lấy cả chồng trắng với chồng đỏ luôn nha. Bây giờ mình đánh cho nó tan trước, mình hãy để đường vô. Bây giờ mình đi đánh trứng cho nó tan ra. Trứng nó tan ra thì mình để đường vô. Để từ từ cũng được, mình để luôn một lượt cũng được. Mình bật lên. Nước nhỏ được rồi mình hãy để nó sớm.
nước lớn liền liền ở đây trắng rồi các bạn. Mình đánh cái phần trứng với đường cho nó bầm trắng ra luôn. Trứng mình đánh vậy gì đây là được rồi nè. Trắng trắng bông luôn, dạ heo luôn các bạn. Giờ mình đi trộn bột. Rồi, trứng qua bột hay là bột qua trứng gì cũng được, nhưng mình để cho nó qua bên cái thau bột đi. Chọn đều bột trứng lên. Chọn thấy nó lâu đều quá thì mình lấy cái máy mình đánh cho nó chút xíu nữa làm nó đều. Chọn nhỏ nhỏ thì để nó dằn bột nha các bạn. Bột như vậy là được rồi nè. Không lỏng quá mà cũng không đặc nha. Thì mình để bọc qua đây mình đi chuẩn bị cái khuôn. Nên mình nướng bằng khuôn điện. Cái khuôn này lúc trước mình nướng rồi mình để cái giấy vô đây cho nó đừng bị cái hầm hơi nó hôi đó các bạn. Nó hôi dầu á. Giờ mình chuẩn bị một cái cọ với chút xíu dầu mình quét, mặc dù là khuôn chấm dính nhưng mà cái khuôn đầu tiên thì mình cũng phải quét chút xíu dầu. Khuôn điện thì mình chỉ vệ sinh lau chùi thôi chứ không có rửa bằng nước được nha. Mình nướng xong thì mình cũng thấy chùi này kia nó sạch thì phải sạch. Nhiều đó là giấy đó. Nó hết cái mùi của đợt trước. Giờ mình đi ghim điện vô cho nó nóng. Lần đầu tiên thì mình quét một ít dầu ăn lên. Có cái khuôn này tiện lợi lắm luôn các bạn ơi. Bột mình pha cái này là nướng bằng khuôn điện hay là khuôn than gì cũng được. Bây giờ mình bắt đầu. Để vô cũng vừa vừa thôi, đừng có nhiều quá nó nở ra nó tràn ngoài. Bánh nó vàng đẹp lắm luôn. Còn nóng hổi mà nó xốp rồi nè. Rất là đẹp, thơm lắm luôn. Mình có cái khuôn này tiện lắm nè. Nó không có mất lửa khói gì hết. Nó sạch sẽ chống dính nè các bạn. Cũng cái khuôn cũng rẻ nó không có mắc. Mình gấp ra mà để vô cái gỗ gì đây cho nó thoáng, nó không bị xuống mồ hôi nha. Cái nguội thì mình nó sắp và dĩa qua để mà bọc này. Còn vậy sau thì mình để bọc ít lại chút xíu để bọc nó nở nó dậy thêm đó. Mình để nhiều quá là nó dung tràn lên luôn. Cái khuôn mà loại nướng hai cái ngược cái đây nó tiện lắm các bạn. Nó bằng gì nó lợi nữa. Cùng một thời gian mà mình cho ra được hai cái bánh. Bánh gạch mình nướng xong hết rồi nè. Một ký bột của mình là được 43 cái bánh nha. Hai cái khuôn đầu, hai cái bánh khuôn đầu thì mình bỏ rồi cho nó không có bị hôi khuôn đó. Mình lâu làm thì cái khuôn nó cũng có mùi này mùi kia, mới nướng ra thì nó còn độ giòn nha các bạn, nhưng mà nguội rồi thì nó mềm nhưng mà rất là xốp luôn. Các bạn xem này. Nó vừa ăn đâu các bạn. Nếu các bạn muốn ngọt thì thêm chút đường nha. Mình làm đây là nó vừa ăn thôi chứ nó không có ngọt. Mà nó lạc thì cũng không có lạc đâu. Có một cái bột mà nó ra được bốn mấy cái bánh luôn á. Nếu mình bán hay mình nướng nó mỏng gì đây nè.
là được rồi. Ta làm nó còn mỏng hơn nữa, ít trứng lại. À, tăng bột gạo lên, còn mình cái này là 50-50 là gì nữa, bột gạo là bột mì với lại bột béo là phân nửa. Nếu các bạn làm bán á, muốn cho nó có độ giòn hơn thì mình để bột gạo nhiều. Các bạn thấy không, thích mình chia sẻ thấy ngon thì làm cho gia đình mình dùng. Già trẻ gì dùng cũng được hết các bạn, nó mềm xốp lắm nha, ngon lắm. Đặc biệt cái công thức này mình chia sẻ không có nước cốt dừa đó, mình để lâu nó không có bị hôi dầu nha, rất là ngon luôn. Các bạn thấy chia sẻ của mình hay, thấy thích thì vui lòng đăng ký kênh nha. Bạn có clip mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên. Nó giúp các bạn cùng gia đình luôn vui vẻ nha.